Em lại tiếp tục lên một cái con MA5DV nhé, vừa về xong rất là nóng hổi. Con này thì hôm trước có khoảng tầm 5 đến 6 anh gọi điện cho em hỏi về cái con này, và nhưng mà chưa về được. Thì hôm nay em lại về tiếp tục con này nhé. Và việc của nó thì nó hơi bị va chạm này một tí xíu nhỏ thì bởi vì nó chồng lên nhau, con nào bị và gần như con nào bị con về đẹp hơn tí bị thôi. Đấy, em đang thử công suất bên này nhé, em thử cho sang bên công suất bên này để thử lốt để cho quý vị biết luôn công suất nhé. Đấy, ok, em đấu sang bên này rồi, công suất chạy tốt, ok hai bên nhé. Em đang phát nhạc qua điện thoại đây nhé, cắm đường in này nhé. Vâng, đấy, con này về cắm giải mã thì quý vị cắm ở đây nhé. Đây, cắm giải mã thì quý vị cắm ở đường đây, đường in đây. Đấy, đường out thì là cái thằng này nhá, đường out thằng này là đường ra, quý vị cắm vào đường in đây nhá. Quý vị cắm đường in đây và lấy đường out, đường tiếp out ra và đường out ra nhá. Đấy, một trong hai đường này nếu khi quý vị cắm cổng quang nhá. Con này như hôm trước em giới thiệu đấy, công suất của nó rất cao, lên tới 70W nhá. 70W này. Vâng. Con này có thêm một cái đường rất là hay nhé, là đường cổng USB vuông dùng để làm sao cạc cho những con máy tính nhá, những con máy tính nhá, cho máy tính ra rất hay nhé, quý vị cắm thêm đường sao cạc của này tiếng hay hơn nữa nhé. Đấy, những con mà máy tính của quý vị là không có đường sao cạc ấy nhá, thì nó sẽ vào đây thì nó sẽ tiếng nó sẽ ra hay hơn nhá. Đấy. Đây, khi mà quý vị cắm vào cái cổng để làm giải mã nhé, thì quý vị ấn cho em vào đường optical này nhá, OTP. Đấy, OTP thì cắm cổng quang đây, em vừa giới thiệu xong nhá. Em vừa giới thiệu xong đây, OTP đây nhá. Đấy, thì quý vị cắm vào cổng này cho em. Ok nhá. Đấy, ngoại hình của nó em nói nhè nhá. Đấy, em cũng không giới thiệu nhiều bởi vì con này em bán quá nhiều rồi. Hàng không có về để mà bán. Dòng này là dòng đời này gần như đời đỉnh cao nhất trong dòng Onkyo The Long Mini này. Công suất rất cao nhé, tiếng phải nói tiếng cực hay luôn, có chỉnh bass chết ở đây nhé. Chỉnh bass chết thì khi quý vị đấu vào loa Bixel thôi nhé. Đây, ấn bass chết này. Đấy, ấn tiếp này, nó sẽ ra chết lại vận lên luôn này. Đấy nhé. Quý vị lưu ý là khi mà giải mã thì không vận to nhỏ và chỉnh bass chép được nhé, không vận to nhỏ và chỉnh bass chép được, nên là khi mà mình sử dụng để làm giải mã nhé. Ok nhé. Đấy, con này đây, về hình thức của nó phải còn rất là đẹp nhé, nó chỉ bị một hai chỗ của nó là nó ấy thôi. Vâng, nhưng không ảnh hưởng gì cả. Đây, hình thức của nó đây. Đấy, vâng, quá là đẹp luôn. Con này nhá, con này của nó là bình thường những con này nhá, bình thường những con này, nếu mà con này nó không chạy CD nhá quý vị nhá, không chạy CD, bình thường nó chạy CD thì giá của nó sẽ rơi tầm 2,9 triệu nhé. Tuy nhiên con này, vâng, em nói luôn nha, con này của nó là em bán với giá cực rẻ cho quý vị nhé. Con này giải mã thì thôi đỉnh nhất của cái dòng đờ lông rồi, không phải nghĩ luôn. Và ai lấy thì em để cho mức giá rất rẻ nhé, 1.490.000. Đấy, quý vị nào lấy thì xin vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại là 0966 594 581, địa chỉ 57A phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội nhé. Và quý vị lưu ý cái này là điện 100V nhé, điện 100V, và những con này về rất là hiếm nhé, những con này về rất là hiếm, cho nên quý vị nào lấy thì xin vui lòng alo ngay cho em nhé. Và không để người khác lấy thì lại hỏi thì còn rất là lâu nó mới về được. Dạ vâng, đây mặt mũi của em vào đây nhé. Đấy, ok, em xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào video clip tiếp theo của em.